Cửa hàng Hiếu Minh Audio xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay thì em Tài tiếp tục lại lên hình giới thiệu đến các bác và anh em về một lô loa mới nhất bên cửa hàng em mới về. Đó là một trong những dòng loa thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trên thế giới hiện nay và là một trong những dòng loa mà vừa rồi bên em đã hết hàng. Đấy, hết hàng trong khoảng 3 tháng nay thì đợt này mới có hàng về. Và đây cũng có thể là một trong những phiên bản cao cấp nhất của hãng DMX mà bên cửa hàng em mới về. Đó là dòng loa điện máy xanh hay các bác còn gọi là dòng loa DMX nhé. Đấy, đối với dòng series này thì thuộc dòng là bát neo, chép neo nha các bạn nhé. Bát neo, chép neo và sử dụng hệ thống phân tần driver bên trong. Nó là sử dụng phân tần cao cấp nhất và những con tụ đắt tiền nhất nha các bạn nhé. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu và cũng như là thông báo đến các bác và anh em hàng đã về tại cửa hàng Hiếu Minh. Thì các bác có thể qua trực tiếp tại cửa hàng bên em để trải nghiệm chất âm và cũng như là trải nghiệm âm thanh gia đình. Đấy, đối với không chỉ là loa DMX hay là những dòng sản phẩm khác bên em hiện tại đang có và cũng đang bán, thì hôm nay em giới thiệu đến các bác. Và đối với dòng loa này về lô loa đợt này bên em về thì hàng cực kỳ đẹp luôn, tức là đẹp về cả ngoại hình, đẹp về cả bên trong nội thất nữa. Đấy, thì hàng bãi thì đương nhiên là nó cũng không thể thể đẹp được 100%, nhưng đẹp đến tầm 95% thì em cam kết với các bác. Và bao zin, bao xịn cho các bác và anh em đối với dòng loa DMX KP8012 này. Rồi, thì về thiết kế thì đợt trước em cũng đã giới thiệu cho các bác về những dòng loa của hãng DMX rồi. Nhưng mà đợt này thì về thì cái thùng đấy các bác để ý này, cái thùng nó đẹp đấy. Và bên em đã vệ sinh hoàn toàn, cực kỳ đẹp luôn cho các bác và anh em về có thể trưng trong gia đình. Và đặc biệt là nhà bác nào mà đang sử dụng những bộ karaoke mà nhà mà đang sử dụng những sản phẩm như là gỗ, kệ gỗ này hay là tường gỗ thì các bác có thể sử dụng dòng loa này. Bởi vì bên ngoài nó thiết kế là dạng thùng màu nâu các bác nhé, thùng nâu. Và đặc trưng của cái dòng này ấy, của DMX ấy, cái bản cao của nó ấy, nó chỉ có hai màu duy nhất. Đó là thứ nhất là màu nâu, hai là màu trắng nha các bác nhé, nó chỉ có hai bản màu thôi. Đấy, còn những cái bản màu đen hay là màu gì khác thì hầu như được các bác và anh em đã được phủ lại rồi nhá, phủ lại. Đấy, thì đối với dòng này ấy, nó thiết kế nó là bản cao cấp nên là nó thiết kế cực kỳ chỉnh chu về phần bên ngoài luôn. Nó bên ngoài từ những cái phần e căng này, các bác có thể để ý này, từ cái phần e căng nhé, e căng nó thì rất là chắc chắn rồi, cái đấy thì không cần phải nói rồi. Bản cao ngoài cái chắc chắn ra thì rất là tinh tế về cái phần mắt nhé. Các bác nhìn cái phần mắt lưới không, bình thường những cái mắt lưới khác thì các bác để ý này, nó chỉ có cái phần mắt lưới sắt thôi. Đấy, mắt lưới sắt thôi. Nhưng đối với dòng của hãng DMX thì họ lại đan này nhá, họ đan lại. Đấy, tức là từng cái mắt lưới này họ sẽ đan lại với nhau, đan lại. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, nó có gì đó nó rất là đẹp. Đấy, nhìn nó rất là quý phái luôn. Đối với dòng loa này cực kỳ cẩn thận và đẹp này, các bác nhìn thấy chưa, nó dệt lại này. Đấy, dệt lại theo hình tổ ong này thì bản cao cấp. Đấy, thì các bác có thể thấy là độ đẹp hoàn thiện cực kỳ cao. Và đối với dòng này thiết kế thùng nhá, thiết kế thùng của dòng này thì thiết kế theo dạng là ống thông hơi ở đằng sau. Đây, ống thông hơi đằng sau thì nó sẽ giúp cho cái độ tán âm và cũng như là độ đẩy hơi nó sẽ tốt hơn. Và tiếng bát, tiếng chép nó sẽ được đi xa hơn nha các bác nhé. Và thiết kế theo dạng thùng cân, sơn là sơn sần. Sơn này là sơn sần nha các bác nhé. Sơn sần. Đấy, chống nước này, chống ăn mòn này và cũng như là chống mối mọt. Đấy, cái rất là hay. Và đặc điểm của dòng này thì quay sách đây, quay sách thì cũng là quay sách đằng sau hết nhá, quay sách đằng sau. Và đặc điểm của dòng này đây các bác có thể thấy này, em sẽ đọc luôn cái thông số này, DMX KP8012. Đấy, con này thì là bản của đời 2016 các bác nhá, 2016. Lô này mà đến tay người dùng của các bác mà dùng ấy, thì phải đến năm 2017 thì mới đến tay của các bác được, tức là đời cách đây chỉ khoảng 5 năm thôi, 4-5 năm, tức là đời vẫn tương đối rất là gần. Và giải tần đáp ứng của dòng này sẽ là 50Hz cho đến 20kHz. Đấy, giải tần đáp ứng này, giải tần xuống tương đối rất là sâu. Và đặc điểm của cái dòng, những dòng bắt neo này đánh sâu tiếng nha các bác nhá, sâu tiếng đi xa. Đấy. Và cuối và cái cần công suất nó sẽ là 450W ở trở kháng 8 ohm. Và đương nhiên dòng loa này được sản xuất trực tiếp tại Trung Quốc. Đấy. Và đây là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới hiện tại bây giờ, được nhiều các bác và anh em tin dùng, DMX. Về phần hệ thống driver bên trong thì các bác và anh em có thể thấy là nó sử dụng là một hệ thống là bát neo, chép neo nhé. Sử dụng hệ thống là bát neo, chép neo. Và cái độ từ tính của
bát chép của nó rất là cao luôn. Bây giờ em sẽ quay cái phần bát trước này. Các bác có thể thấy này, bát này sử dụng một quả bát neo. Đấy, bát neo ở đây. Đây. Sử dụng quả bát neo nhá, cực kỳ cao cấp. Và từ là ánh 7 màu nha các bác nhá. Riêng là cái phần bát này cũng được làm từ minarium. Đấy. Nên là một trong những cái độ từ tính nó rất là cao. Tem này, tem của hãng DMX này. Đấy. Đây, tem này. MDP12N450. Đây. Trên màng thì có mã luôn nha các bác nhá. Trên màng có mã luôn này. Đấy. Dâu này, dâu thì được làm bằng sợi carbon nhá. Sợi carbon rất là cứng cáp này. Và ở trên kia nó sẽ đổ dâu này, sẽ đổ keo nhá. Trên chức là trên cái phần của màng này, rất là đổ keo này. Và các bác có thể thấy là cái phần màng này hay là phần phễu này, phần bên phần gân nữa thì các bác có thể thấy là nó thiết kế theo dạng rất là giống với dòng loa JBL nhá các bác nhá. JBL 6012. Tức là nó sử dụng cái hệ thống chung của nó là cái hệ thống màng bát là sử dụng của JBL luôn. Đấy. Gân là gân lụa tẩm dầu 3 lớp thì đã được dưỡng rồi. Đấy các bác này, sờ nó dính này. Đây, nó rất là sâu cái bát này. Và nón bát nó rất là sâu luôn. Các bác và anh em có thể khi đánh tiếng bát này nó sẽ được phủ tốt hơn và đi xa hơn nhé. Đi xa hơn. Nó này, nó đã full lồi. Đấy, ok chưa? Màng này. Cái khi các bác sử dụng càng lâu ấy thì cái màng này nó sẽ càng nó bạc màu đi một chút nhá. Đây nhá, nó càng bạc màu đi. Đấy, nó giống như những dòng loa JBL 6012 tại bây giờ cũng thế. Đấy, màu thì rất là giống nhá. Đấy, thiết kế không. Và đặc điểm là sử dụng một quả chép. Chép thì các bác nhìn nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cái độ phủ của cái quả chép này nó rất là lớn. Độ phủ, độ tán âm của nó rất là rộng. Nếu về âm thanh thì cái này là từ thì được làm từ minarium. Đây. Một trong những dòng từ rất là cao cấp ở trên những dòng loa cao cấp hiện tại bây giờ. Đấy, chép này. Chép là neo 3 tầng luôn nhé các bác nhá. Neo này 1, 2, 3 tầng. Neo 3 tầng cho các bác và anh em. Cực kỳ chất. Phễu thì rất là giống với dòng phễu của 6012 luôn. Riêng về cái quả chép này, chép và phễu được sử dụng của loa 6012. Đấy, của CBL. Cái hệ thống nó làm rất là hay luôn. Và bát này nhá, cái bát này là sử dụng là nhôm nguyên khối luôn nhá các bác nhá. Sử dụng là nhôm nguyên khối luôn. Đây, phần bát này, hệ thống cái phần bát này nó sẽ sử dụng là nhôm nguyên khối. Và cái từ tính của nó này các bác anh em thấy nhá. Em sẽ để này. Chép nó sẽ có cả mã seri này. Đấy, đầy đủ hết này, tem này. Đây em để này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Này, em lắc xuống này. Lắc nó còn không xuống luôn. Tức là các bác có thể thấy là cái độ từ tính của những dòng loa mà sản xuất bằng cái phần từ minarium thì cái độ từ tính cao và cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ cao ở trên những dòng loa DMX này. Và cái hệ thống driver ở đây này em đang muốn nhấn mạnh đến các bác đó là cái phần phân tần. Đối với dòng này thì hơi bụi bãi nha các bác nhá. Này bụi bãi. Đây, hơi bụi bãi này, vẫn còn nguyên này. Tức là cái hệ thống phân tần này ấy, thì nó sử dụng là sử dụng lên đến 4 cột cảm. Các bác và anh em cũng có thể đã thấy những dòng loa nào mà sử dụng lên đến 4 cột cảm chưa? Cực kỳ hiếm đúng không? Cực kỳ hiếm. Ở trên những dòng loa hiện tại bây giờ mà sử dụng lên 4 cột cảm là cực kỳ hiếm luôn. Và nó cho ra chất lượng âm thanh là sạch sẽ nha các bác nhé. Sạch sẽ. Tức là con này nó sẽ có thêm những cái tầng lọc tụ, cái tầng lọc cột cảm nữa. Là cũng cảm sẽ lọc cái tín hiệu âm thanh. Đấy các bác có thể thấy là những cái tầng lọc này ở trên những cái con đẩy ấy, đẩy nó sẽ có phần lọc tiếng, nó sẽ có những nhiều cột cảm này. Các bác để ý trên những con mạch class TD, mạch class D sẽ có. Đấy, thì nó lọc cho tín hiệu âm thanh nó sạch sẽ hơn, trung thực hơn cho các bác và anh em. Và tụ của dòng này ấy, thì nó sử dụng là một cái tụ cực kỳ cao cấp. Các bác có thể thấy này, tụ Zotac, một trong những dòng tụ cực kỳ quen thuộc ở trên những dòng loa của JBL. Tức là hệ thống driver bên này của hãng DMX thì nó sẽ kết hợp cùng với hãng JBL luôn. Là cái phần tụ này. Đây. Đấy các bác thấy chưa? 4 con tụ Zotac. Và một con tụ C-cap ở đây. Là một con tụ cao cấp nữa. Ace nha các bác nhá. Một con tụ Ace ở đây. Đây. Đây con tụ Ace ở cạnh phần bát này. Giúp xử lý cái tiếng bát nó sẽ đánh được đi xa và sâu tiếng. Gọn tiếng. Tránh ù. Và đặc điểm của dòng này ấy, nó sử dụng là 3 con trở sứ và 1 con trở nhôm. Đấy. 1 con trở nhôm này. Cái nó hay nhá. Đấy, phân tần thì nó sẽ có thêm cái tem này. Tem của hãng DMX luôn. Được chưa? Đấy. Còn trên này đây, các bác nhìn này, cái phần hậu pick
mà để ra cái phần rắc niêu chích ấy thì nó đều có series này, ngày tháng này. Đấy, có luôn của hãng DMX ở trên này luôn. Các bác và anh em có thể thấy. Đối với hàng này cực kỳ đẹp, bên em về ưng ý, đẹp. Đấy, bao zin, bao xịn các bác và anh em. Và cái phần thùng này thì nó sử dụng là cái tiêu âm. Đặc điểm của dòng này các bác có thể thấy này, tiêu âm nó chỉ có hai bên này thôi. Nó rất là ít. Đấy, nó rất là ít nha các bác nha, những dòng loa xịn các bác hầu như có thể thấy nó rất là ít tiêu âm. Nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó ra rất là cao luôn đối với những dòng này. Đấy thì em đã phân tích qua cho các bác về những dòng này. Và đặc điểm của những dòng bát neo, chép neo thì nó lợi cho các bác và anh em gì? Lợi cho các bác và anh em về tiếng lời và tiếng chép. Tại sao khi các bác và anh em, nhiều bác hỏi em về dòng loa DMX KP8012? Bởi vì nó thiên về bát và nó thiên về lời và chép là nhiều, thì cái tiếng âm thanh nó sẽ cho ra sạch hơn. Và khi các bác nghe nhạc hay là hát karaoke, tiếng nó sẽ sạch hơn rất nhiều so với những dòng bát thường nha các bác nhé. Bát thường hay chép thường hiện tại bây giờ. Đấy, thì đối với dòng này tiếng bát nó đánh cũng tương đối nhá, tương đối sâu đấy, cũng không phải đấy đâu, tức là tiếng bát nó đánh rất là tương đối sâu. Đấy, tương đối sâu để cho các bác và anh em nghe chi tiết về nhá. Rồi, ok, vậy đấy là vừa em đã phân tích và cũng như là giới thiệu đến các bác và anh em qua về dòng loa DMX KP8012. Mà đối với dòng loa này thì hiện tại bên cửa hàng em đang chào bán với giá là 14.500.000 đồng nha các bác nhé, 14.500.000 đồng một cặp. Em chào bán tại cửa hàng cho các bác và anh em. Giá này thì giá là em bao tại cửa hàng bên em thôi. Giá này giá tại cửa hàng nhé. Thì bác nào mà cần mua hàng hay cần nâng cấp, cần trải nghiệm âm thanh, cần tư vấn thì các bác gọi điện trực tiếp cho bên em qua số điện thoại hotline là 0982352313. Và em cũng xin phép kết thúc clip tới đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio.